Hey, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì có một cái thú vị, đó là cần mod cái bộ này lại để gắn cho anh em CB Versa 150. Thì Honda Versa 150 thì thật sự là trên cái bộ cùm đó, bộ cùm zin của xe thì nó thiếu khá là nhiều chức năng. Ví dụ như một trong những cái chức năng mà cơ bản nhất đó, là passing xin đường hoặc là cần cảnh báo gì đó thì trên cái cùm zin của Versa 150 Honda người ta chưa có thiết kế. Thứ hai nữa là nút cảnh báo nguy hiểm. Cảnh báo nguy hiểm như này thì trên cái cùm zin của Versa 150 cũng không có luôn. Hôm nay thì anh khách có mang đến một cái cùm mà theo mình thấy và mình muốn làm clip về cách đấu điện cho cái cùm này, tại vì cái cùm này mình không biết là anh khách mua của cái thương hiệu gì, của hãng xe gì, nhưng mà cầm ở trên tay thì rất là tốt. Cái chi tiết rồi cái chất nhựa rồi những cái nút chức năng theo như mình thấy thì nó rất là ngon lành. Đây các bạn thấy không? Bao nhiêu chức năng mà mình cần thiết mà xe mình thiếu là có hết. Đây nút cảnh báo nguy hiểm. Công tắc passing. Ngoài ra thì kèn, xi nhan, mở khoa cốt, cái thứ đều có đầy đủ hết, thì trực quan thì trên tay thì rất là tốt. Mình đánh giá rất là cao cái cùm công tắc như thế này, rất là đẹp, chỉnh chu. Cái phần nhựa bên ngoài nó rất là sắc sảo. Rồi cái cảm giác bấm nó rất là thoải mái. Nó không có như những cái loại mà chất lượng thấp hay là giá nó thấp á, thì nó không có cái sự tinh xảo của nó. Còn như thế này bấm nút cảm giác rất là sướng, cái tiếng nó vọng về để cho mình có cảm giác bấm nó rất là hay. Đó thì hôm nay mình sẽ đấu cái cụm công tắc này lên trên Honda Versa 150. Nói sơ về cái việc đấu điện cho cụm công tắc thì thường từ đó giờ thì bên mình rất là ít nhận đấu cụm công tắc. Tại vì thật ra thì đấu cụm công tắc thì nó khá là tốn thời gian và nó cần cái sự tập trung. Tuy nhiên bên mình thì anh em vẫn cứ lắp đèn này kia hoặc là làm cái dịch vụ về bán hàng online kia thì cũng việc tập trung cho một cái món nào đó thì rất là khó. Nhưng mà hôm nay thấy cụm công tắc đẹp quá, thành ra là thôi phá lệ ráp luôn. Thì theo nguyên tắc của ráp cụm thì cụm này chúng ta sẽ đấu rắc đi theo để gắn vào trong cái zin của xe, chứ chúng ta không có phá cái dây zin từ xe đi ra. Có nghĩa là chúng ta sẽ mod lại chân này, mod lại cái này cho phù hợp với lại cái rắc cắm đang chờ trên xe, để cho trường hợp khi nào đó anh khách này chán cái bộ này rồi và muốn về zin thì chỉ cần rút ra và cắm bộ zin vào. Thứ hai nữa là trong trường hợp là cần bán xe chẳng hạn, muốn lưu cái này lại thì có thể tháo ra và gắn cái zin lại. Thì chúng ta sẽ không cắt dây zin ở trong xe, không mod lại dây zin trong xe, vì chúng ta cần làm tất cả đều là ở trên cái cụm này hết. Đấy là mod trên cái cụm này, cắt dây trên cụm này, đấu rắc trên cụm này, để sao cho cái ngõ ra của cái cụm mới này nó sẽ là cái ngõ ra của cụm cũ, để khi chúng ta ghim vào trong xe zin thì chúng ta có thể xem tạo được cái chức năng mà không phải làm đụng chạm gì tới hệ thống điện zin của xe hết. Đó thì hôm nay chúng ta sẽ đấu cái này vô, bấm đã lắm các bạn. Cái từng cái hồi lại của cái công tắc rất là đã tay. Ok các bạn, bây giờ làm thôi. Muốn thay thì cái việc đầu tiên là phải tháo nó ra. Rồi cái công việc đầu tiên bây giờ là tháo cái cụm này ra, sau đó là đấu lại cái cụm. Nhưng mà sẵn rảnh thì hôm nay có nhiều bạn phụ, thành ra là chia sẻ với anh em một chút chơi. Mình mới có mua cái mâm đựng ốc của King Tony. Thì đang có một cái xài rồi, nhưng mà cái kia thì nó te tua lắm rồi. Đây cái cũ với lại giờ thợ nhiều quá, hai thợ ba thợ, thành ra là phải mua hai cái. Thì hôm nay tự nhiên để đây rảnh, thành ra là thấy đây ngồi đó các bạn chơi. Thì cái mâm của King Tony này là cái mâm đựng ốc ác này kia thứ bỏ vô đây. Thì cái hay của nó là nó có 500, nó có 500 ở đây. Ốc nè, đưa xuống không rớt nè. Đưa xuống không đi rớt. Cái này nó hay chỗ là bây giờ đối với ốc kim loại thôi, inox thì nó không hút, nhưng mà kệ nó hút được gì hay đó. Thì làm xe thì mình hay để lòng vòng xung quanh. Thì thằng này nó có 500 nè, nó có 500, khi nào mà bỏ ốc vô thì nó sẽ giữ lại, nó sẽ không bị rớt ra ngoài. Rớt ra ngoài là một. Thứ hai nữa là ở cửa hàng làm hai ba người đi qua đi lại này kia, hoặc là anh em đi vòng vòng lấy này lấy nọ,
nếu mà để trong cái hộp giấy thì trong đó nó có trường hợp là đi ngang nó đá, đi ngang nó đá mất đó. Ví dụ như giờ bỏ vô 10 con mà cỡ như thanh là chuyên gia đá ốc nè đó, đi ngang nó đá cái bóp vô cái gian ra lá hồi kiếm lại còn 9 con, thì cái thằng này hay cái chỗ là nó hít vô nè, để đâu đó mà người ta có lỡ đá thì nó cũng không có gian ra, thấy không, nó tránh tình trạng bị mất ốc đó nè, các bạn thấy không. Chút xuống về luôn mà nó còn không rớt, nó hít lên rất là kỹ. Thứ hai nữa là do nó có 500 và cái phần ở dưới 500 này nè, các bạn nhìn đây thì khó hình dung, nhưng mà ở đây nó bằng nhựa nè, mình để lên trên xe khách nó dễ. Ví dụ như là giờ vị trí này nó cần hít vô có nhiều ốc dục đây hết, hay chưa đó, đỡ phải mất ốc đó. Cái này là cái mình thích nhất ở cửa hàng mình đó, giờ mua đó, rất là vui luôn đó. Nó có 500 hít, để ở đây rồi cứ ốc mở ra bỏ đây, ốc mở ra bỏ đây, hoặc để dưới đất, để đó có đứa nào đi ngang, mấy đứa nhỏ đi ngang đá thì cũng không có bị mất ốc, không bị gian ra. Nó dành cho bằng sắt thôi nha các bạn, nếu mà inox thì nó không hít, nhưng mà đa phần thì ốc trong xe giờ thì bằng sắt hết, ít khi nào mà inox đó. Để trên đây rồi làm việc gì đó ốc văng vô nó tự hít đó là trong thời gian rảnh chia sẻ với các bạn chơi. Bây giờ thì mở cái cụm này ra. Camera mình vào phải vậy. Camera mình định mua một con iMac để đây để có gì quay YouTube xong rồi đem lên dựng luôn nhé. Rồi ở đây ở cái cụm công tắc nào để giờ mở ra nè, ở cụm công tắc nào bạn cũng thấy là nó sẽ có một cái ngạnh để nó giữ cái cụm lại để cho cái cụm không có sụt sịt đó. Thì cái cụm của con Versa này thì cái ngạnh nó nằm ở dưới, thành ra là dưới này quay hoặc không quay thì hơi khó, nhưng mà dưới này nó có cái lỗ để cho cái ngạnh này chui vô. Nhưng mà chuyển qua cái cụm này thì gắn vô như vậy thì cái ngạnh nó lại nằm ở cái mặt trước, có nghĩa là lái hồi mình sẽ phải quay cái lỗ đây. Mình nhớ rõ lắm, hồi xưa lúc mà mình mới bắt đầu chơi xe, hồi xưa cũng chưa có chỗ nào ta làm tương đối là kỹ, mình cũng có chơi thay cụm, mua cái cụm về nó cũng có cái ngạnh giống vậy, người ta gắn vô cái người ta lười, người ta đi ta bẻ mất cái ngạnh luôn, sau đó cái người ta lấy băng keo điện ta quấn lại ta chêm vô thì cũng cứng á. Mà đi thời gian băng keo giải ra cái bắt đầu nó dính tay. Mà hồi xưa đâu biết đâu, hồi xưa lúc mới bắt đầu chơi xe thấy người ta gắn vô được là mừng lắm rồi. Chứ còn bây giờ mà làm kỹ là phải thấy cái ngạnh đâu, lái hồi đánh dấu nè. Đánh dấu xong khoan lại để cho cái ngạnh này nó vô đúng này luôn thì nó nhất là nó vững. Thứ hai nữa là nó chỉnh chu, nhìn nó dễ chịu. Hồi xưa thì anh em làm xe thì vui. Đó, giống như cái ngạnh này hồi xưa là nếu mà ngạnh bằng kim loại bằng nhựa là họ lấy dao rọc luôn. Còn bằng kim loại vậy họ lấy hột quẹt hột khò nóng rút ra. Hồi xưa làm chưa làm xe vui, chưa làm xe mất cười. Bây giờ thì đỡ rồi, bây giờ thì nhiều anh em làm kỹ lắm. Rồi, đáng hồi mình sẽ khoan lỗ đây để gắn cái ngạnh vô cho nó giữ lại. Mở ra xong muốn đóng lại đem trả luôn. Mở ra coi màu xong cái muốn đóng lại trả anh cái. Con mò sao chú muốn đón lại trả anh chứ. Không sao. Phải ngồi mày mò từng động luôn. Bây giờ phải đối chiếu thử xem bên đây những cái màu của cái công tắc xi nhan của cái cụm này nó sẽ tương tự với lại cái màu nào công tắc xi nhan trên cụm này. Rồi sau đó mình mới bấm code lại. Làm cái này rất là cực. Cần hơn nữa là đối với mấy đứa não cá vàng như mình làm lần đầu qua lần sau quên. Có khi ngồi đây nhớ màu dây rồi lấy hồi lại nói chuyện quay lại quên mất tiêu màu đo lại. Đã bị mốt lại rồi. Mình có cắt dây đấu lại, cái này như đấu để tắt đèn. Không biết nữa, nhưng mà mình cũng phải đo lại cho chắc. Đo lại con máy tiếp điện có đúng không?
Hello anh em. Rồi thì bây giờ sau một buổi sáng khá là nhức đầu với em Verza thì cuối cùng bây giờ thì cũng đã xong. Thì mình sẽ cho anh em coi thành quả của hồi sáng tới giờ. Đây, cùng công tắc mà hồi sáng mình đưa cho anh em xem mà anh Khách mang theo đây, muốn lên trên xe thì bây giờ lên được rồi nè. Các cái ngạnh thì mình cũng đã khoan ở trong này, khoan nhẹ lên ghi đông. Đó nên nó rất là chắc chắn. Đó anh em thấy không? Rồi đầy đủ công tắc hết. Đầy đủ công tắc hết. Thì đúng như cái cụm nó thiết kế thôi, thì trên đây chúng ta sẽ có hazard đèn ưu tiên. Đây bấm hazard, quay phía trước cho anh em thấy nè. Đó, hazard thì bốn cái xi nhan nó cùng sáng. Đó, rồi các cái công tắc về tắt mở đèn, ví dụ như đây thì mình bắt đầu mở đèn nè. Đó, đây thì mình bắt đầu mở đèn. Rồi pha code đều có đầy đủ. Xi nhan trái, xi nhan phải, kèn. Đó, đầy đủ hết tất cả cái chức năng như một cái cụm công tắc thông thường. Có cả nút, nó hay nhất là ở đây. Có nút tích hợp passing. Và cũng đúng như những cái gì mà được thiết kế, thì cái nút công tắc passing này, dù chúng ta có mở đèn hay chúng ta tắt đèn thì chúng ta vẫn passing được. Thì như vậy nó mới đúng. Khi chúng ta passing thì đèn báo pha trên này nó sẽ sáng nè. Đó, anh em thấy không? Đèn báo pha trên này nó sẽ sáng. Rồi cùng công tắc phụ này để điều khiển hai cái đèn tool X5, hai đèn G1, hai đèn G1 ở dưới. Bên đây thì chúng ta có cốc sạc, công tắc để tắt mở hai đèn phụ bên dưới nữa, trên cản chống đổ của anh chủ xe. Rồi đó, xem như là đã hoàn thiện. Việc làm việc đấu cùng công tắc thì nó cần rất là nhiều thời gian, nó cần sự tập trung và nó như thế nào, như nó cần sự tỉ mỉ nữa. Thành ra là bên mình cũng hiếm khi nào nhận đấu cùm hết, tại vì thời gian thợ bên mình thì cũng tương đối ít. Anh em thợ thì đa phần là các bạn sinh viên thôi, thành ra là làm theo ca, thì có lúc có đông có lúc có ít, thành ra là mình cũng rất hạn chế nhận đấu cùm, nhưng mà nhận rồi thì phải làm cho nó chỉnh chu. Ok, bây giờ thì nó chỉnh chu rồi, hẹn anh em vào các clip sau nữa nha.